Mai Phương rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà Mai Phương tin rằng rất nhiều quý vị khán giả chúng ta sẽ quan tâm. Đó chính là yến xào, một mỹ phẩm tự nhiên cao cấp. Và chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thường xuyên thắc mắc rằng là yến xào đã được xem như là một thực phẩm bổ sung rồi, nhưng mỹ phẩm tự nhiên cao cấp là như thế nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề này nha. Nhưng trước tiên thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm của chương trình. Trời ơi, vô đây, vô đây. Dữ không? Lâu quá rồi, tự nhiên hôm nay rồng ở đâu mà ghé nhà tôm nè. Ủa, bộ rồng nhớ vợ chồng tôm không được ghé hả? Trời ơi, được chứ, nhà này luôn sẵn lòng đón tiếp rồng mà. Uống nước nước rồi chơi tự nhiên. Đây. Làm như tôi với vợ chồng ông xa lạ lắm, tự với nhiên. Dữ không? Đi đâu lâu quá bữa giờ không ghé thăm vợ chồng tôi vậy? Mới nước ngoài về đúng không? Chị có ông là hiểu tôi thôi. Thú thiệt với ông á là tôi mới đi nước ngoài về. Nhưng mà nói nghe, dù đi đâu tôi vẫn nhớ vợ chồng ông, cái cảm giác dữ không? Nói sao ta? Yêu lắm, thương lắm, chứ cưng lắm. Hai người bàn tôi. Thôi 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 thôi, bà đừng có hát nữa, bà đừng có phá bài người ta nữa. Tôi hát cũng được chứ bộ. Trời ơi. À mà nói nghe nè, hôm nay tôi đến đây có một bất ngờ dành cho ông. Cái gì vậy? Tôi biết rằng ông rất là thích sưu tầm mỹ phẩm hàng hiệu để tặng cho vợ ông đúng không? Lấy lòng bà đúng không? Đúng đây, rồi, đây, chỉ có đây. Bà là hiểu tôi thôi. Tèn tèn, đây nè. Quà cho vợ chồng ông đó. Toàn là hàng hiệu không đó. Cảm ơn nha. Ông, hôm nay ông sao vậy? Sao có thể bình thản như vậy được? Thường là ông thấy mấy cái này ông vui, ông hí hận, ông ý ới, ông kêu lum la. Sao tự nhiên hôm nay không có tỏ thái độ gì vậy? Biết sao không? Tại vì vợ chồng tôi đã có bí quyết làm đẹp riêng rồi. Bí quyết gì? Bí quyết gì? Sao mỹ phẩm hàng hiệu mới mà tôi không biết? Bậy rồi, cái này nó đặc biệt lắm. Chuyện là vậy nè, là bữa giờ tôi bị áp lực công việc quá, nó bị stress á, nên vợ tôi mới mua yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa, cái loại mà 3 gram là 5 gram là về chân cho tôi ăn. Trước là bồi bổ cho tôi, sau là sẵn hai chồng sử dụng luôn. Trời ơi, từ đó tôi mới biết là yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa là một loại mỹ phẩm dưỡng da thiên nhiên cao cấp. Xí xí, khoan nha, tôi đẹp chứ đâu phải là thiếu hiểu biết. Rồi ông nghĩ sao vậy? Mặc dù tôi biết yến xào là một cái loại thực phẩm trân quý của thiên nhiên, nhưng mà dính dáng cho tới mỹ phẩm đâu. Trời, nói gì mà nói được, vậy là bà không biết rồi. Để tôi nói cho nghe. Tại vì trong cái yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa này đó, là nó sẽ có chứa cái chất chống oxy hóa, nó giúp ngăn ngừa cái sự mà lão hóa da của mình. Chưa hết đâu, thứ hai á, là nếu mà bà dùng yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa này thường xuyên á, nó sẽ kích thích cái hệ tiêu hóa của bà. Nó sẽ giúp bà là ăn ngon nè, ngủ ngon nè, giảm stress nè. Đó, từ đó mà da dẻ của mình nó sẽ đẹp, căng mịn một cách tự nhiên. Phải không? Trời ơi, không tin đúng không? Để tôi chứng minh cho. Em ơi, em ơi, có My qua nè. Đợi dạ. Chút xíu. Có My qua thăm nè. Hai bà. Trời, bạn tôi đấy hả? Chứ ai? Không, nên nhìn không ra luôn á. Lại gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Ông xã, nãy giờ á, ông xã có chia sẻ bí quyết về mỹ phẩm tự nhiên của vợ chồng mình chưa? Anh mới nói đó. Nó nghe nè, sao hôm nay da bà đẹp dữ vậy? Kiểu như mà trắng hồng luôn á. Còn phải hỏi. Ủa, mà có thiệt là chỉ sử dụng yến xào không thôi không? Đúng là như vậy đó. Mỗi tuần á, mình chỉ cần ăn yến từ 2 đến 3 lần thôi. Còn đối với những người bận rộn như bà mà không thời gian chưa nghiến á, thì đã có một cách. Tên 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 tên. Nè, cho bà uống thử nè. Tặng tôi hả? Ừ. Bà dùng thử đi. Bà bận rộn như vậy á, là mỗi ngày á, chỉ cần uống 1 đến 2 hũ xanh nét của yến xào Khánh Hòa thôi. Mà bà nhớ nha, nếu mà có mua là phải mua đúng hiệu này nè. Tại vì á, mà thị trường bây giờ nhiều thương hiệu khác nhau lắm,
Lúc đó nha, qua một thời gian sử dụng, da của bà sẽ đẹp lên, rạng rỡ lên. Đi ra đường á, chỉ cần bôi một chút kem chống nắng là được rồi. Đơn giản vậy thôi hả? Chứ sao nữa, vì yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa là mỹ phẩm tự nhiên cao cấp rồi. Ồ. Thưa quý vị, nói đến làn da thì chắc chắn là quý vị cũng thấy đây là một yếu tố mà chúng ta vô cùng quan tâm, bởi vì nó ảnh hưởng đến hình thức của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy tự tin hoặc là không được tự tin. Chính vì vậy, khi mà da chúng ta có những dấu hiệu bất thường như có những đốm mụn nhỏ nè, hoặc là da bị khô, da sần, hoặc là da có vẻ đen hơn bình thường, thì chắc chắn là mọi người sẽ ở trạng thái rất là lo lắng và tìm rất là nhiều phương pháp khác nhau để làm cách nào đó chúng ta cải thiện được làn da của mình. Và trong tiểu phẩm vừa rồi, chúng ta cũng thấy rằng nhân vật của chúng ta cũng đã có những phương pháp nghiên cứu nhất định và cuối cùng cũng đã tìm được cách chăm sóc từ bên trong lẫn bên ngoài bằng những phương pháp tự nhiên nhất, và cuối cùng thì hiệu quả cũng như ý rồi. Nhưng chắc chắn là quý vị khán giả vẫn chưa thỏa mãn đâu, đúng không ạ? Chúng ta còn muốn trao đổi nhiều hơn nữa, tìm hiểu nhiều hơn nữa về các phương pháp làm đẹp da bằng mỹ phẩm tự nhiên cao cấp. Và vì bây giờ Mai Phương mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu chuyên gia tư vấn làm đẹp đến từ trung tâm làm đẹp Spa Thanh Huyền. Yeah, chào Mai Phương. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang nói đến là mỹ phẩm tự nhiên cao cấp. Chắc là chị đã thường xuyên gặp những câu hỏi giống như ngày hôm nay, đó là mỹ phẩm tự nhiên cao cấp là như thế nào ạ? Mỹ phẩm tự nhiên cao cấp không phải là mỹ phẩm từ các thiên nhiên hay là như là cà chua, cà rốt rồi mà chúng ta có thể là đưa những cái sản phẩm đó lên mặt được, mà mỹ phẩm cao cấp tự nhiên là được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên. Nó không có chứa thành phần hóa học. Dạ, cũng như là chất tẩy trắng hoặc là chứa cồn hay là chứa các những cái thành phần mà bào mòn da, làm mỏng đi các lớp tế bào trên cái bề mặt da của mình. Dạ, thì là mỹ phẩm tự nhiên cao cấp là mỹ phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, chứ không phải là những cái mỹ phẩm những cái trái cây thiên nhiên mà mình đem đắp lên da mặt nhá. Như vậy thì cái sự khác biệt của dòng mỹ phẩm cao cấp tự nhiên nó khác gì so với những dòng mỹ phẩm thông thường khi mà chúng ta sử dụng? Những cái dòng mỹ phẩm thông thường á, thì thường là chứa rất nhiều xà phòng. Thì cái chất xà phòng đó nó sẽ làm khô da. Thứ hai nữa là sẽ chứa cồn. Thì cái cồn khi mà mình bôi lên da nó sẽ tăng cái khả năng kích thích với ánh nắng. Lúc đó sẽ làm da của chúng ta sậm màu. Thứ ba nữa là mỹ phẩm thông thường á, sẽ có chứa rất nhiều hóa chất. Chẳng hạn như là chất tẩy trắng. Thì khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm có chứa nhiều hóa chất và chất tẩy trắng á, thì nó sẽ làm mỏng đi cái hàng rào bảo vệ da tự nhiên của chúng ta. Lúc đó thì chúng ta, hiện tại chúng ta khi sử dụng á, chúng ta sẽ thấy da rất là đẹp và trắng sáng, giải quyết được những cái vấn đề rất là nhanh. Nhưng mà về sau khi mà da của chúng ta bị bào mỏng rồi, không còn sức đề kháng để mà kháng cự lại với cái môi trường bên ngoài á, lúc đó da sẽ bị nám nè, sạm nè, hoặc là đòi mồi tàn nhang hay là mụn gì đó. Nó tất cả các tình trạng da nó sẽ xuất hiện trên cái làn da của chúng ta. Về lâu về dài thì nó sẽ không có tốt. Vậy thì những mỹ phẩm tự nhiên cao cấp này nó khác gì với những mỹ phẩm hoàn toàn từ tự nhiên mà hồi nãy chị nói? Những cái mỹ phẩm mà tự nhiên nguyên chất á, chẳng hạn như là trái cây thiên nhiên của chúng ta bình thường đi, thì những cái sản phẩm đó nó sẽ có những cái thành phần có tốt cho da và cũng có những thành phần tác hại cho da. Thì chúng ta sẽ không có lọc ra được những cái thành phần nguy hại cho da, thì nó rất là dễ gây kích ứng cho da. À, là như vậy đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là những dòng mỹ phẩm tự nhiên cao cấp là chúng ta đã có sự lựa chọn đúng những rồi. Cái tinh chất ở trong đó rồi đúng cho rồi. Nên là những cái tinh chất đó hoàn toàn là có lợi cho làn da của chúng ta. Chính xác. Như vậy thì hồi nãy Mai Phương cũng có nói đến vấn đề là sự tương tác giữa cái việc mà chúng ta chăm sóc bên ngoài lẫn bên trong. Thì ở trong tiểu phẩm của chúng ta thì chúng ta cũng thấy là nhân vật sử dụng ngoài cái việc mà ăn ngủ đầy đủ thì cái việc chế độ dinh dưỡng nó có một cái vai trò hết sức là quan trọng. Mà gần đây thì chúng ta cũng thấy là tổ yến hay còn gọi là yến xào được mọi người xem như là một mỹ phẩm tự nhiên cao cấp để có thể giúp đỡ cải thiện làn da rất là nhiều. Riêng chị thì chị có bao giờ tư vấn cho khách hàng về vấn đề này hay không? Có chị. Khách hàng của Huyền thì đã rất nhiều người trải nghiệm cái lợi ích từ yến xào này rồi. Và ngay bản thân Huyền cũng có. Thực sự thì khi mà yến xào á, ngoài cái khả năng là phục hồi thể lực và trí lực, vì trong thành phần từ yến xào có chứa rất nhiều chất theonin. Theonin là một thành phần để làm nên sợi collagen và sợi elastin. Thì trong da của chúng ta sẽ có một cái lớp sợi đàn hồi. Sợi đàn hồi đó được hình thành từ sợi elastin và collagen. Sợi collagen và elastin có công dụng giữ quyết định cái độ săn chắc trên làn da của chúng ta.
Mai Phương có thấy khi mà chúng ta còn trẻ thì làn da của chúng ta rất là săn chắc và căng chặt. Thì nhưng mà khi về già thì làn da của chúng ta lại bị chảy xệ và chùng nhão ra. Thì đó là do cái lớp collagen và elastin này bị bào mòn đi. Nó bị mỏng dần theo cái thời gian và theo độ tuổi của chúng ta. Thì trong thành phần của yến xào có chứa cái thành phần theonin. Theonin sẽ làm dày thêm cái lớp collagen và elastin này. Thì nó giúp cho da của chúng ta lúc nào cũng săn chắc và căng chặt. Đặc biệt á, làm giúp làm chậm cái quá trình lão hóa da lại và giảm các tình trạng da như là mụn nè, rồi tàn nhang, đòi mồi và thâm. Ngoài ra Huyền cũng chia sẻ thêm một sự lựa chọn để mà duy trì nét đẹp tuổi thanh xuân của người phụ nữ, đó là yến xào đảo thiên nhiên. Nếu như có điều kiện thì các chị em phụ nữ nên sử dụng thêm vào một cái chế độ hàng ngày của mình để giúp phục hồi sức khỏe của làn da. Yến xào đảo thiên nhiên được bình chọn giống như là một dạng mỹ phẩm tự nhiên thiên nhiên cao cấp. Dạ, như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là yến xào có một cái tác dụng rất là tốt đối với chúng ta. Bởi vì ngoài việc mà giúp cho trí lực về thể lực thì khi mà tình trạng của chúng ta ở cái giai đoạn là đầy đủ chất nè, và cơ thể chúng ta luôn được thư giãn bởi vì yến cũng giúp giải tỏa stress rất là tốt, thì chắc chắn đó là một trong những tác dụng rất là tích cực để giúp cho làn da của chúng ta nhanh chóng được phục hồi tốt hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và rõ ràng là chúng ta cũng thấy được những hiệu quả rất là tích cực và hạn chế được rất là nhiều những cái tác dụng phụ của dòng mỹ phẩm tự nhiên cao cấp. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể hiểu được và biết được đó thuộc dòng sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên cao cấp hay không. Thì chắc là phải nhờ chị Huyền tư vấn và giúp đỡ cho quý vị khán giả rồi. Dạ, thường dòng sản phẩm tự nhiên cao cấp của mình á, thì trong giới ngành làm đẹp của Huyền còn có một cái tên gọi khác, đó gọi là dược mỹ phẩm. Khi mà mình đi mua hàng á, thì các bạn có thể hỏi với cái người bán là đây là dòng mỹ phẩm chăm sóc da hay là dược mỹ phẩm. Dược mỹ phẩm là được hình thành từ các dược phẩm, từ các thảo mộc thiên nhiên tự nhiên, thì lúc đó mới đúng thực sự là dòng sản phẩm tự nhiên. Và trên chai sản phẩm mà các bạn muốn mua á, chắc chắn ở phía sau chai sẽ có ghi cái thành phần của cái sản phẩm đó. Thì các bạn sẽ tìm hiểu, nhìn cái thành phần đó xem là có những cái thành phần đó từ thiên nhiên hay là những cái thành phần đó từ hóa học. Và một cách thứ hai để các bạn kiểm nghiệm, các bạn có thể là xin mở cái nắp chai ra để mà mình ngửi thử cái mùi bên trong của cái sản phẩm á. Thì thường những cái dược mỹ phẩm thì có cái mùi nó rất là nhẹ nhàng và từ thiên nhiên thôi, không có trộn lẫn được với những cái hóa chất. Còn những sản phẩm mà từ hóa chất, chất hóa học á, thì cái mùi nó rất là thơm và rất là nồng. Hai cái mùi thì đảm bảo với Mai Phương luôn, và khách hàng có thể nhận biết rất là dễ dàng là từ mùi sản phẩm. Rõ ràng là chúng ta cũng thấy là thường những sản phẩm tự nhiên thì mọi người vẫn là ít màu, ít mùi, đúng không ạ? Nó càng cơ bản nhất thì nó lại làm cho chúng ta cảm thấy tin tưởng nhất. Còn với những dòng sản phẩm mà chúng ta cảm thấy thích những cái hương vị thì chắc chắn là phải có sự pha trộn những cái hương liệu vào trong đó rồi. Thì chúng ta cũng hạn chế là bởi vì nó cũng có thể gây ra những kích ứng đối với làn da của mình. Đúng rồi, chắc chắn. Và Huyền xin nói thêm một điều nữa là những sản phẩm hay là mỹ phẩm mà có hương liệu á, cái mùi thơm càng nhiều thì cái mùi thơm đó có khả năng bắt nắng rất là cao. Chẳng hạn như là chúng ta hay xài nước hoa ở những cái vùng hay bên cổ, thì những cái chỗ nào mà hương thơm chúng ta xịt nhiều á, sẽ khả năng làm bắt nắng, làm sạm cái vùng da đó của chúng ta. Đó là lý do là sản phẩm cao cấp thiên nhiên á, không màu, không mùi. Tại vì mùi nó sẽ kích thích được ánh nắng.